Vườn Lan này chẳng qua là ý tưởng của vợ. Tại vì dì hưu đó là không làm gì, bác nói thôi về trồng lan chơi nơi. Mình làm luôn cho bà, trồng lan cho bà vui. Hồi đầu thì mới sân thượng thì nó trống trơn, về mua sắt, mua rồi mua lưới về làm trồng. Ở trên này nó khác với đất nhiều, tại ở trên này nó có gió. Còn dưới đất là nó ít gió hơn. Dưới phần ở dưới đất thì nó độ ẩm dưới đất nó nhiều, nên nó dễ bị bệnh. Trồng sân thượng này nó thoáng thông gió nhiều, nó đỡ bị bệnh hơn. Lan trồng phải có kỹ thuật đàng hoàng. Thí dụ như nó còn nhỏ mình phải tứ đạm nó nhiều. Sau khi nó lớn là mình phải tứ, muốn cho nó ra bông là mình phải tứ lân kali. Khoảng 3 ngày mình phải tứ thuốc nó 1 lần. Ngọc điểm với cái hồ điệp là phải mua, còn lan rừng là phải giao lưu bạn bè, là phải chia lại cái lan nó mắc, rồi mua cây vú sữa gì mình nó ghép mình trồng. Mấy cái hồ điệp là mình trồng là mình thích nhất, tại cái bông nó bự đó, cái màu sắc nó đủ màu, trắng có, đỏ có, rồi trắng điểm đỏ có. Nên cái lan hồ điệp này nó rất là đẹp. Cái này người ta trồng Đà Lạt ra bông, nhưng mà mình trồng đây cũng ra bông. Trời lan nhiều khi nó vô thời gian lắm. Có nhiều mình thích mình phải tới lui ngắm nó, trời xuống lắm. Rồi phải nhiều khi phải tính cái tiết, cái chậu này nó không phù hợp, phải gắn vô cái gốc cây à. Như cây á, đó mình phân gắn vô cái cây, rồi gắn sao mà nó sung lên để to. Thấy cái bông mà nó gần gần nở là sáng mai phải lên sớm á, để coi ngắm cái bông nó ra cái bông màu gì, rồi nó có thơm không nữa.